Xin chào tất cả các bạn. Bitcoin Halving lần thứ tư có thể nói là một trong những sự kiện lịch sử được mong chờ nhất trong 2024 của thị trường crypto. Sự kiện 4 năm diễn ra một lần này, cùng với việc là các quỹ Bitcoin ETF được chấp thuận hồi đầu năm nay, được nhiều nhà đầu tư mong chờ là sẽ trở thành một cột mốc quan trọng giúp thúc đẩy giá của Bitcoin đạt đến những cái tầm cao mới. Cùng với đó, sự ra đời của Rune Protocol cũng thu hút được rất là nhiều sự chú ý đến từ cộng đồng crypto, khi được kỳ vọng là sẽ giúp thúc đẩy và mở rộng hệ sinh thái của mạng lưới Bitcoin. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng là sự xuất hiện của Rune là một trong những chiêu trò của các thợ đào nhằm đẩy mạnh các hoạt động trên mạng lưới Bitcoin, qua đó là đẩy phí giao dịch lên để bù đắp lại cho cái mức phần thưởng bị giảm đi một nửa sau khi mà halving diễn ra. Rõ ràng là có rất là nhiều ý kiến trái chiều trong câu chuyện này. Vậy thì để hiểu rõ hơn về Rune cũng như là cái tiềm năng phát triển và cái mặt hạn chế của nó thì hãy cùng mình đi sâu vào video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Giao thức Ordinals được tạo ra bởi Casey Rodamer có thể nói là một trong những phát kiến có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với mạng lưới Bitcoin vào thời điểm năm ngoái. Kể từ đó đã có rất là nhiều xu hướng bùng nổ mạnh mẽ được tạo ra dựa trên sự phát triển của giao thức này, như là Inscription này, Bitcoin Layer 2 này, vân vân. Nhưng đặc biệt nhất mà chúng ta có thể kể đến có lẽ là sự ra đời của nhóm các dự án Fungible Token đã từng một thời gian gây bão trên thị trường, như là BRC20 này, ARC20 này, hoặc là ORC20. Những cái làn sóng này đã từ từ khiến cho cái mạng lưới Bitcoin trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong lịch sử, người ta đã chứng kiến những cái NFT, những cái token bắt đầu xuất hiện trên mạng lưới. Tuy nhiên, cũng có những cái ý kiến trái chiều cho rằng là cái mạng lưới đang bị spam quá mức. Những cái NFT rác hoặc là không cần thiết vẫn được tải lên hàng ngày với mục đích là đầu cơ. Điều đó làm tăng cái gánh nặng phần cứng cho những cái miner, và thậm chí là đẩy cái phí giao dịch của người dùng lên, khiến cho cái trải nghiệm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và ngay thậm chí kể cả nhà sáng lập giao thức Ordinals là Casey Rodamer, trong một bài blog của ông cũng đã đồng tình với cái quan điểm này. Ông nhấn mạnh rằng là 99% những cái fungible token hiện tại trên mạng lưới Bitcoin là lừa đảo và hầu hết là memes. Nhưng mà chúng sẽ không sớm biến mất, và vì vậy là mạng lưới sẽ phải tiếp tục chịu những cái áp lực không cần thiết. Chính vì những cái lý do đó mà một giao thức mới nhằm phát triển các fungible token trên mạng lưới Bitcoin là Rune Protocol đã ra đời. Thì Rune Protocol là một cái giao thức nhằm phát hành các fungible token trên mạng lưới Bitcoin, được tạo ra bởi Casey Rodamer. Đồng thời ông cũng là người sáng lập lên giao thức Ordinal nổi tiếng. Rune được lần đầu giới thiệu vào tháng 9 năm 2023, và sau nhiều bản thử nghiệm thì nó đã thu hút được rất là nhiều sự quan tâm và thảo luận sôi nổi của cộng đồng những người dùng Bitcoin. Cùng với sự kiện là lịch sử là Bitcoin Halving lần thứ tư, thì Rune Protocol cũng đã chính thức được khởi chạy vào block thứ 840.000. Mặc dù cái đề xuất này vẫn còn vướng phải một số những cái tranh cãi nhất định liên quan tới việc là liệu nó có thực sự là cải thiện được những cái rào cản mà BRC20 đang phải gặp phải hay không. Nhưng mà nhìn chung á, thì cộng đồng cũng đã phản ứng rất là nhiệt tình đối với lại giao thức mới này. Bởi lẽ là có lẽ là nó được kỳ vọng là sẽ giúp phát triển cái hệ sinh thái của mạng lưới Bitcoin trong tương lai, nhưng mà sẽ không đi vào vết xe đổ trước đây của giao thức Ordinals, gây tắc nghẽn và đội phí giao dịch lên cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những cái hoạt động cũng như những cái trải nghiệm của người dùng. Ok, ý tưởng thì vậy, nhưng mà về thực tế thì Rune Protocol sẽ làm thế nào để có thể đạt được những cái điều trên? Trước khi mà tìm hiểu kỹ hơn về cái cơ chế hoạt động của Rune thì các bạn cần biết về một cái thuật ngữ người ta gọi là UTXO, hay gọi là Unspent Transaction Output. Vì khác với đa số những cái blockchain mà chúng ta thường hay sử dụng ngày nay, thì mạng lưới Bitcoin sử dụng mô hình UTXO này thay vì là cái mô hình là Account Base. UTXO sẽ đại diện cho cái số lượng Bitcoin còn lại sau khi mà mỗi cái giao dịch được thực hiện. Về cơ bản là nó đóng một vai trò như là thể hiện cái số dư của Bitcoin trong mỗi địa chỉ ví của người dùng trên mạng lưới. Mỗi địa chỉ có thể sở hữu nhiều cái giá trị UTXO khác nhau, và mỗi khi người dùng thực hiện một cái giao dịch thì mạng lưới sẽ sử dụng những cái chỉ số UTXO này để làm đầu vào giao dịch. Sau đó thì những cái chỉ số này sẽ biến thành một cái chỉ số khác, người ta gọi là Spent Transaction Output. Những cái chỉ số cũ sẽ không thể được sử dụng làm đầu vào nữa và sẽ cho ra những cái chỉ số UTXO mới. Hiểu một cách đơn giản thì các bạn có thể hình dung cái mô hình này giống như cái việc là các bạn sử dụng những cái giấy chứng nhận cái số dư cho cái tài khoản của bạn. Khi mà các bạn chi tiêu một số tiền nào đó thì nó sẽ bị xé đi ngay lập tức và được cấp cho các bên liên quan những cái giấy chứng nhận số dư mới. Thì mô hình này cũng sẽ tương tự như vậy, và nó sẽ đặc biệt là hiệu quả trong cái việc là chống lại những cái cuộc tấn công người ta gọi là double spending. Ok,
Vậy thì điều này có gì khác biệt so với lại cái chuẩn token BRC20 cũ? Thì chuẩn token BRC20 cũ sẽ hoạt động dựa trên giao thức Ordinals, tức là mỗi lần cái số dư của nó bị thay đổi thì nó sẽ tạo ra các UTXO mới. Do vậy là khi mà cái số lượng token được giao dịch và được di chuyển đi mà càng ngày càng nhiều á, thì sẽ càng ngày càng nhiều có nhiều UTXO mới được tạo ra. Chính điều này làm cho mạng lưới trở nên bị spam ngày càng nhiều. Và hơn nữa, những cái dữ liệu của token chuẩn BRC20 sẽ được lưu trữ trong phần Witness Data chứ không phải là phần UTXO. Thì điều này gây nên là những cái áp lực không cần thiết đối với mạng lưới. Thì giao thức Rune thì nó tạo ra sự khác biệt đối với lại Ordinals bởi vì cái cách mà nó lưu trữ dữ liệu vào chính UTXO. Một UTXO có thể lưu trữ một hoặc nhiều token với những cái số lượng khác nhau. Như vậy là nó giúp cho việc là quản lý các UTXO này trở nên hiệu quả hơn, và điều này sẽ tránh cái tình trạng là dư thừa quá nhiều UTXO trên mạng lưới và gây nên những cái áp lực không cần thiết đối với mạng lưới. Chính vì vậy mà cái việc mà ứng dụng Rune Protocol cũng sẽ trở nên linh hoạt và nhẹ hơn nếu mà so sánh với những cái token chuẩn BRC20 cũ được phát triển dựa trên Ordinals. Ok, đó là về phần lý thuyết. Như mình đã đề cập thì Rune Protocol đã chính thức đi vào hoạt động vào block thứ 840.000, tức là cùng thời điểm với lại Bitcoin Halving. Thì một số dự án nổi bật mà sử dụng cái công nghệ mới này có thể kể đến như sau. Thứ nhất là Runecoin. Runecoin ra mắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2024, là một trong những OG trong các dự án ứng dụng cái công nghệ là Rune Protocol. Runecoin cũng đã thông báo là sẽ airdrop dành cho cộng đồng Ordinals, những holder của token là RSIC trước block 840.000, tức là trước sự kiện Bitcoin Halving á, thì sẽ được airdrop cái token mới, chuẩn mới, người ta gọi là RSIC Genesis Rune, và có thể tham gia vào cái Aerox Season 2. Thứ hai là dự án Runestone. Runestone trước đây là một dự án Ordinal, đồng thời có thể được coi là một meme coin bởi vì là nó được tạo ra bởi một nhân vật gọi là ẩn danh trên Twitter. Mỗi một địa chỉ ví mà chứa 3 inscription trở lên trước ngày 20 tháng 1 năm 2024 thì sẽ nhận được Aerox Runestone. Thì Ordinal này sẽ được chuyển đổi thành chuẩn của Rune Protocol sau khi sự kiện Bitcoin Halving diễn ra. Thì mới đây thì dự án cũng đã công bố là Aerox 3 meme cho những người mà nắm giữ Runestone. Thì meme coin đầu tiên là Doge đã được airdrop vào cuối tháng 4 vừa qua. Thì ước lượng mỗi ví đạt đủ điều kiện nhận airdrop sẽ nhận được khoảng từ đâu đó 2.000 đô đến 3.000 đô. Hai meme coin tiếp theo sẽ được airdrop vào cuối năm nay khi mà dự án sẽ tiếp tục trên cái chặng đường mà phát triển cái hệ sinh thái Bitcoin. Bên cạnh airdrop thì dự án còn thu hút người dùng thông qua cái việc là phát hành ứng dụng AR cho phép họ nhìn thấy cái hình ảnh của Runestone 3D ngoài đời thực. Từ đó là kích thích người dùng chia sẻ hơn về Runestone với bạn bè hoặc là trên những cái trang mạng xã hội. Ok, thì nhìn chung với một cái thiết kế đơn giản và linh hoạt thì Rune Protocol mang đến một cái giải pháp để triển khai những cái fungible token có thể nói là hiệu quả hơn so với lại là giải pháp Ordinal trước đây. Sự xuất hiện của Runes hứa hẹn cái việc là không chỉ mang lại doanh thu từ cái phí giao dịch, sự tham gia của những cái nhà phát triển mà còn có thể giải quyết những cái vấn đề spam chuỗi khối Bitcoin mà chúng ta hiện đang gặp phải trong khoảng thời gian trở lại đây. Mỗi một cái sáng kiến mới đều đi kèm với những cái ưu điểm và những cái hạn chế riêng của nó. Nhưng mà quan trọng hơn hết, ngoài những lợi ích mà nó mang lại thì cần có được sự chấp nhận của cộng đồng. Và dường như là Rune Protocol đang triển khai khá là tốt cái việc này trước và sau Bitcoin Halving. Video lần này đến đây là kết thúc rồi. Thì cảm ơn các anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.